Bài chiến dân các vua quỷ tư nhân. Trong buổi ngày ấy, Elira đi một ngày đàn vào trong quan dịch. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin đứng dậy mà nằm. Lệ Chúa đã được rồi, xin đỡ hẳn xuống một bên đi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi. Rồi ông nằm dưới bóng cây tùng. Và đây hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và
Chúa Giêsu nói này là bánh là sống, không hiểu trong cái nghĩa là bánh là cơm nào, mà hiểu theo nghĩa là lương thực, mà hiểu theo nghĩa là nguồn sống, là sức sống. Cho nên ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, có nghĩa là ai khát nhận vào sự sống này thì sẽ sống đời đời, ai đón nhận sự sống này thì sẽ sống đời đời. Chúng ta phải đón cái bánh này. Thế có thể nói được là khi ngài ví ngài là phổ ăn, đồng nghĩa với việc ngài mở ra một cánh cửa để nhờ cánh cửa đó ta có thể khát nhận vào sự sống của Thiên Chúa. Mà sự sống của Thiên Chúa là sự sống đời đời, nên đó là cái cánh cửa để ta đến được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Và qua chính con người của ngài, đến ngày ví như vậy, ngày ví như thế thôi. Chúng ta thấy bài đọc một sách Các Vua đó, tiên tri Ê-lê-a ăn cái bánh để có sự đến núi Hô-rét, tới đó ông gặp được Thiên Chúa. Thì khi Đức Giê-xu biến này là bánh, qua cái bánh đó ta gặp được Thiên Chúa, và không phải gặp kiểu Ê-lê-a mà để đến núi Hô-rét đâu, ta gặp Chúa ngay trong lòng ta. Vì từ nay trở đi trong ta có Chúa, trong ta có sự sống đời đời. Thank you.